Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần Lộ Ý Môn thời Bình Nhật. Và Lộ Ý Môn thời Bình Nhật này đó là nó có hai phần. Một phần là nó đi theo bốn cảnh, và một phần nó thuộc về lộ cận tử hay là lộ tử. Thì chúng ta đang học về cái phần mà cái lộ ý môn thông thường thời Bình Nhật, cảnh rất rõ. Thì trong cái lộ ý môn thông thường thời Bình Nhật, cảnh rất rõ, thì nó có ba cái dạng. Cái dạng thứ nhất nó là chót, là động lực, thì nó có 8 lộ. Chót là tâm món thì nó có 6 lộ, và chót là hộ kiếp khách thì nó có tất cả là 8 lộ. Chúng ta hôm nay sang tới phần thứ hai là lộ ý thông thường thời Bình Nhật, cảnh rõ, và chót của nó là có cái phần động lực, và chót của nó là hộ kiếp khách. Thì khi mà chúng ta nói cái cảnh mà nó rất rõ đó, thì đó là cái cảnh mà nó hiển bày đầy đủ chi tiết và nó rất là sắc nét. Nhưng mà riêng về cái cảnh rõ đó thì nó cũng là hiển bày chi tiết, nhưng mà nó không sắc nét. Chúng ta thấy đầy đủ nhưng mà nó không có thấy những cái nét sắc sảo của nó. Thì trong cái trường hợp này đó, thì chúng ta có tất cả là hai lộ. Một cái lộ thứ nhất là chót động lực. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần chót động lực. Thì cái phần này là cái phần chúng ta nhắc lại đây. Khi mà lộ ý, nói về lộ ý thì cảnh của lộ ý khi nói về cảnh thì cái cảnh của lộ ý, thứ nhất nó là cảnh thuộc về danh pháp. Danh pháp là nói về các cái tâm và sở hữu tâm. Nói chung như thế. Và cái thứ hai là cảnh chế định. Cảnh chế định là cảnh những cái khái niệm. Như chúng ta biết là pháp tục đế có danh chế định và có nghĩa chế định, thì nó nằm vào hai cái phần đó. Nó gọi là cái cảnh đó là cái cảnh thuộc về chế định. Và cái thứ hai là cái lộ ý nó có cảnh sắc. Cảnh sắc này nó có hai cái phần sắc. Thứ nhất là năm sắc thần kinh và 16 sắc tế. Thì như chúng ta rõ đó là cái khi mà lộ ý mà nó có cảnh chế định hoặc danh chế định đó, thì nó không có hộ kiếp vừa qua. Nhưng nếu đây là cảnh sắc thì có hộ kiếp vừa qua. Và thông thường nó có từ 1 đến 7. Đó là cái hai đặc điểm mà chúng ta phải nhớ. Nhìn vào cái phần lộ ý môn đây đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó ngắn hơn cái lộ ngũ môn, là bởi vì khi mà cái hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng xong đó, là kháng ý môn nó sẽ bắt đầu nó khai cái lộ ý ra. Thì khi cái này xuất hiện đó, thì cái động tốc nó phát sinh liền. Và như vậy thì chúng ta cũng đã học rồi. Thì khi cái lộ ý nó nằm ở cái phần thứ 6 này, cho nên còn gọi là cái thức thứ 6, thì cái ý căn thì nó liền có cái ý môn. Cái ý căn khi nó mở cửa ra thì nó là ý môn. Ý môn này nó chính là tâm hộ kiếp.
Mà hộ kiếp này đó, cái gốc nó là tâm tục sinh, cái tâm mà đưa mình đi tái sanh. Và vì vậy đó, cái lộ ý môn này đó, nó chở theo hai cái dòng nghiệp. Hai cái dòng nghiệp, một cái dòng nghiệp bất thiện và cái dòng nghiệp thiện. Hai cái dòng nghiệp này nó đi nghịch chiều nha, trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Đây là cái pháp thiện và thiện trí. Đây là những cái tập khí lầm. Và đây là phần quế nhiễm, nó thuộc về tham, sân và si. Cái dòng nghiệp chúng ta nó trôi chảy vậy. Thì cái hộ kiếp này, trong sở hữu tưởng của nó chứa đủ hết, chứa đủ hết hai cái dòng nghiệp này. Cho nên khi mà cái lộ ý nó mở cửa đó, khai ý môn nó nằm ở đây, thì khi nó mở cửa ra đó, thì cái tâm động tốc nó liền hoạt động. Vì vậy chúng ta sẽ thấy là nó nối này, cái cảnh mới nó chiếu xuống đây. Và như vậy cái dòng tâm thức mà thuộc về cái động tốc này, nó sẽ phát sanh đây. Và nó đi như thế này, nó liền tạo tác. Và cái tạo tác này nó không đi ra khỏi tập khí của chúng ta. Tánh tịnh mình như thế nào thì mình sẽ ứng xử với cảnh theo tánh khí của mình. Cho nên là khi chúng ta đối cảnh, tức là trước bất cứ một cái cảnh nào, đó là con người hay hoa cỏ lá cây, hay nhà cửa xe cộ, bất cứ cái gì mà mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân ta xúc chạm, thì mỗi người đều có một cái phản ứng khác nhau, không bao giờ giống nhau 100% cả. Thì cái đó là nó do khi nó chiếu vào cái dòng hậu kiếp đó, thì cái tập khí của mỗi người nó sẽ xuất hiện đây hai cái dòng nghiệp của mình để nó tiếp nhận. Còn khi cái lộ ngũ nó hoạt động đó, thì cái tâm phân đoán này, tâm phân đoán này là phân tích phán đoán, thì nó cũng chính là kháng ý môn ở đây. Kháng ý môn này trong lộ ngũ nó được gọi là tâm phân đoán, nhưng lộ ý, cái tên chính xác của nó là kháng ý môn, hay còn gọi là hướng ý môn, cái tên gọi vậy. Thì cái phần này nè, cái tâm phân đoán của lộ ngũ, nó vẫn cắm vào cái ý môn là hộ kiếp này. Vì thấy nó thống nhất chưa? Thành ra tiếng nó là lộ ngũ, nó chỉ khác nhau ở cái phần ở phía trước này thôi. Cái kháng y môn này nó mở tới đây, nó đi tiếp theo tới đây, thì nó tới cái phần phân đoán này, thì nó chính là cái kháng y môn nằm đây. Thấy không? Cái đoạn này về sau nó giống nhau hết. Cho nên tất cả những cái gì mà nó chiếu qua cái lộ ngũ chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì cuối cùng nó cũng tạo tác nên một cái dòng nghiệp mới. Và dòng nghiệp mới này để cho nó tài bồi vào trong cái phần cái dòng nghiệp thiện hay dòng nghiệp bất thiện mà thôi, nó không đi ra. Cho nên khi mà chúng ta soi chiếu về mình đó, thì chúng ta hãy quan sát những cái thói quen của mình, những cái khuynh hướng của mình, những cái sở thích của mình, là chỉ có mình mới biết rõ. Bây giờ đây khi chúng ta học giáo pháp rồi, thì chúng ta xem cái thói quen của mình đó, nó thuộc về cái dòng nghiệp thiện hay bất thiện. Chúng ta xem cái ý thích của mình, nó thuộc về thiện hay bất thiện. Chúng ta xem cái khuynh hướng của mình, nó thuộc về thiện hay bất thiện. Chúng ta xem cái thị hiếu của mình, nó thuộc về thiện hay bất thiện. Nó đều lộ qua tất cả các căn, và nó đều lộ qua trong cái suy nghĩ và cảm xúc của mình. Thành ra chúng ta sẽ đọc từ đó những cái bản thông điệp về cái dòng tâm thức đã trôi chảy trong cái đời sống của chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến nay. Và cái phước báu trong cái đời này đó mà chúng ta có được đó, là chúng ta học được vi diệu pháp. Tại vì trong kinh cũng không nói rõ, trong luật cũng không nói rõ, và duy thức lại càng không nói rõ được cái điều này. Cho nên cái
Khi mà cái phước báo đã được tiếp nhận cái vi diệu pháp, có nghĩa là chúng ta đang thắp sáng cái phần trí tuệ về tâm linh này đây. Và cái thắp sáng đó nó đi qua ba cái chặng đường mà chúng ta đã rõ rồi, đó là tri văn. Chúng ta nghe, chúng ta học, chúng ta hiểu được. Cái cốt lõi của tam tạng kinh điển nằm ở vi diệu pháp. Cái thứ hai, từ đó chúng ta soi chiếu lại trong cái đời sống nội tâm của mình để mình thấy rõ, biết rõ, đó là tri từ. Từ cái soi rõ, biết rõ đó, chúng ta sẽ đi đến cái việc mà chúng ta phải quyết định trong tâm chúng ta ra sao. Và cái quyết định đó, chính nó là thay đổi cuộc đời ta, hay nó tô đậm thêm những cái dục vọng và những cái hận thù trong tâm của chúng ta, thì chúng ta lại phải thấy rõ. Còn khi nào mình không thấy được, không nhận nó ra được, thì đó có nghĩa là vô minh và si đang có mặt ở trong tâm chúng ta, khiến cho chúng ta không có nhận ra được, khiến cho chúng ta không có thể biết được. Và để cho đó là cái trí tuệ của mình nó không bị ngăn che, thì cái việc mà chúng ta cần trau dồi hàng ngày đó là năm giới chúng ta không phạm. Và để cho khiêu tỏ cái ngọn đèn tâm linh của mình đó, không những năm giới không phạm, mà trong năm giới đó chúng ta đều có cái phần hành giới cả. Bởi vì chúng ta giữ giới là cái phần thụ động, còn chúng ta hành giới là cái phần tích cực, để chúng ta dán cái màn vô minh ở trong tâm của mình. Bởi vì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái việc làm mà chúng ta đi sai lệch hoặc là đi ngược lại với giới, thì nó rủ xuống một cái màn vô minh và si dày đặc để nó che cái tâm trí của chúng ta. Và cái cách duy nhất để chúng ta thoát ra đó là chúng ta nguyện không có tái phạm nữa, và giới phải gìn giữ, giới phải tích cực hành giới. Thì như vậy cái màn vô minh mới có thể mở ra được cho chúng ta, thì nó sẽ giúp cho chúng ta soi rọi trong tâm của mình. Cho nên có khi chúng ta học xong thì cái điều nhầm lẫn lớn của cái người có kiến thức về Phật học đó là đem cái kiến thức Phật học này đó coi như nó là một cái tài sản thuộc về cái ngã của mình, và đi tranh luận với người khác để cho hiển lộ mình giỏi hơn người khác. Đó là cái con đường sai lạc của cái người học Pháp Phật. Pháp Phật không phải là kiến thức của thế gian, mà Pháp Phật là cái sự hiểu biết về cái hoạt động của đời sống tâm linh. Mà khi mình hiểu biết như vậy, mà có một cái hoạt động hiển lộ rõ trong cái tâm của mình, khi mình đem cái vốn hiểu biết của mình ra để tranh luận đó, mình không biết đó là mình đã đi sai lạc, để mình hiển lộ sự ngã mạn của mình không thấy sao. Cho nên chúng ta không tham gia vào trong cái việc tranh luận để giành phần thắng phần thua, chúng ta không làm điều đó. Giáo pháp đến với chúng ta đó, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận được bằng cái thiện pháp ở trong tâm của mình thôi, bằng những cái trạng thái tâm bình yên và sáng suốt, thì nó đem đến bình an trong tâm của chúng ta. Tại sao chúng ta còn phải đi tham gia cái sự tranh luận? Chúng ta có thể trao đổi với nhau để chúng ta học hỏi thêm trong cái kinh nghiệm tu tập của mình thôi, trong cái nói năng rất là trung thực của mình thôi. Còn cái chuyện người ta tiếp nhận hay không tiếp nhận thì chúng ta đây không có quan tâm tới cái chuyện đó. Và không cần thiết, nếu mà không thì cũng không cần thiết phải chia sẻ, bởi vì tất cả những cái mà mình áp dụng trong cái trí tư đó, mình có thay đổi hay không á, là nếu như mình đi đúng con đường thì mình sẽ biết rõ mình. Chưa kể đến khi mà chúng ta đi cái trí tu đó thì nó còn soi sáng hơn nữa, thì bởi vì chúng ta đã có cái phương pháp hành trì trong tứ niệm xứ để cho cái phần trí tuệ về tâm linh của chúng ta này, nó được giống như nó thêm dầu, nó thêm bớt, để cho nó sáng ở trong tâm của mình. Cho nên khi mà soi sáng rồi thì chúng ta lại không có vướng vào trong những cái pháp bất thiện đang có mặt trong tâm của chúng ta. Chỉ qua cái rèn luyện cái quan sát, rèn luyện cái thấy biết mà chúng ta đây đó làm cho sáng rõ trong cái tâm của mình. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng là dẫu cho đó năm căn của chúng ta đây tiếp nhận cái quả của nó,
cái sự phản ứng của quả đó nó vẫn diễn ra trong cái phần tâm động tốc đây, mà nó gọi là cái tâm tạo tác, nó còn gọi là tác hành tâm, nó hoạt động như thế. Để mà nếu người trong dục giới mà không phải là một cái vị thánh thì nó tạo nghiệp, nó tạo nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện. Thì cái lộ ý đi ngắn hơn, nhưng mà cái đoạn của nó cũng vẫn giống nhau. Đây, để phân đoán, để đưa liền tới động tốc, thì đây là cái khai ý môn hoặc là kháng ý môn này nó cũng đi liền với động tốc, thì nó cũng tạo nên một cái dòng tâm thức mới để nó nói vào đây, nó mở cửa đây. Vì vậy chúng ta không tin có tiền kiếp, nhưng tiền kiếp đã sống trong tâm chúng ta bằng cái hộ kiếp. Khi chúng ta ngủ, lúc chúng ta bất tỉnh, dòng hộ kiếp không có chết, dòng hộ kiếp không có ngưng động, mà dòng hộ kiếp vẫn sinh diệt. Có nghĩa rằng cái hoạt động của hai cái dòng nghiệp này nó vẫn sinh diệt ở trong tâm, không ngừng. Chỉ khi nào năm căn này nó xuất hiện, mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi thân nếm, thì nó bắt đầu nó tạo một cái dòng mới. Cái nữa, khi nào trong tâm chúng ta hoạt động để thấy tâm, để thấy trạng thái của tâm, để thấy tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái ngôn ngữ của đời thường, để nó định danh định tánh, thì chúng ta đây đều có thể hình dung ra mà biết được. Và nó thấy luôn tất cả những cái sắc pháp ở trong cái sắc thân này nó đang hoạt động ra sao. Nó có một cái khả năng tinh tế, nó trông thấy được hết những cái thứ này. Thì cái khi đó thì cái hoạt động về cái tâm thức, cái đời sống tâm thức chúng ta khởi sanh, và nó cũng nối liền ở đây. Đây là cái lý do mà chúng ta có thể hiểu rằng khi mà nói á, là cái tứ niệm xứ, bốn cái đề mục của nó là thân, thọ, tâm và pháp. Thì nói rằng là bốn cái đề mục này đó, bốn đề mục tu tập này đó, ngang nhau, không có cái nào hơn cái nào cả. Mà cái câu nói chúng ta là bốn cái đề mục này đó, ai thích hợp với cái đề mục nào thì cái đề mục đó là đem đến cái tốt đẹp cho người đó nhất. Tại sao nói sự thích hợp? Là bởi vì trong cái dòng chảy của cái pháp thiện trong tâm chúng ta đó, nếu tiền kiếp chúng ta đã từng hành trì pháp niệm thân, thì giờ đây đó khi chúng ta được khơi gợi lại, chúng ta hành trì, thì cái này nó làm cho chúng ta cảm thấy nó rất là thân quen và chúng ta hành trì dễ dàng. Nếu chúng ta niệm thọ thì giờ đây nó cũng trở lại như vậy. Bởi đây nếu niệm pháp thì cũng vậy, mà niệm tâm cũng vậy. Bởi vì tất cả nó đều đi vào cái bản thể của cái đề mục đó, nó là vô thường, nó là khổ và nó là vô ngã. Cuối cùng thì chúng ta đều thấy như thế. Chúng ta thấy tất cả những cái hoạt động thuộc về sắc pháp trong sắc thân này, nó đều mang tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Nếu chúng ta thấy tâm, tâm sở hữu tâm, tâm thiện và tâm bất thiện, với tất cả cái hình tướng của nó hiện ra, thì cuối cùng nó vẫn nằm trong vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả năm cái cảm thọ xuất hiện tuy khác nhau trong những thời điểm khác nhau, nhưng cuối cùng nó vẫn đi tới vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả các pháp nói chung, pháp thiện và pháp bất thiện, nó nằm ở cái dạng là nó là những cái triền cái, những cái kiết sử hoặc 37 trẩm trợ đạo, thì cuối cùng nó cũng vô thường, khổ và vô ngã. Thành ra bốn cái như nhau, đó là cái bốn cái con đường mà chúng ta cùng đi về một cái tâm điểm là vô thường, khổ và vô ngã. Đi bằng con đường nào cũng được cả. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là tất cả các lộ ngũ, rồi cuối cùng nó cũng đi đến một cái dòng tâm thức mới để nó tạo tác. Nó tạo tác, đó là động tốc. Thì ở nơi lộ ý nó cũng tạo tác là động tốc,
và hai cái nó gặp nhau ở cái chỗ đó là tất cả những cái cảnh của lộ ngũ và lộ ý thì nó đều nối vào hộ kiếp, tức là nối vào những cái tập khí thuộc về thiện và bất thiện đã trôi chảy trong cái đời sống nội tâm của chúng ta từ vô lượng kiếp cho đến kiếp này chúng ta làm người. Kiếp này chúng ta làm người. Và trong những cái chặng đường trước đó thì 31 cõi này là chúng ta đã hiện diện như thế nào, thì cho tới những cái kiếp tới của chúng ta cũng còn theo đổi theo cái luật là nếu như trong cái kiếp này chúng ta đi con đường thiện và thiện trí thì con đường tái sanh của chúng ta sẽ lên cao. Nếu chúng ta để cho những pháp quế nhiễm này phủ trùm thì con đường chúng ta đi xuống. Và đây là luật, không có ma quỷ, không có thần thánh nào can thiệp vào đây được. Và kể cả chư Phật cũng không can thiệp vào chỗ này. Tất cả tha lực chỉ có thể có một chút nâng đỡ mà thôi. Và cái nâng đỡ đó chỉ có thể có được đó, giống như mình chìm xuống nước mà mình có giơ cái bàn tay của mình lên vậy, và mình có nỗ lực vươn lên đó, thì người ta nắm tay người ta kéo mình mới vào bờ được. Còn nếu mình không có nỗ lực vươn lên và không muốn vào bờ thì người ta có nắm kéo thì mình sẽ trì tới xuống. Thành ra tất cả tha lực đều là cái sự nâng đỡ với điều kiện là nơi bản thân mình có rồi. Cũng như có một cái hạt giống gieo xuống thì cái đất tốt này đây, cái độ ẩm này đây, cái ánh sáng này đây, phân bón này đây, nó là những cái yếu tố tạo duyên để nó nâng đỡ cho cái hạt giống đó có cái điều kiện nảy mầm lên. Chứ bây giờ đất tốt nè, ánh sáng tốt nè, nhiệt độ tốt nè, phân bón tốt, không có hạt giống là vô nghĩa. Cho nên tự bản thân chúng ta phải làm điều lành thì chúng ta sẽ câu thông với cái tần số lành. Nếu chúng ta làm những cái điều đi ngược lại với điều lành thì chúng ta câu thông vào trong cái thế giới của đau khổ. Ngu tầm ngu, mã tầm mã, mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chúng ta phải hiểu vậy. Nơi nào chúng ta tìm đến, nơi nào chúng ta gieo duyên, thì chúng ta nhìn thấy cái khuynh hướng mình như vậy để biết là mình đang gieo cái duyên lành hay mình đang gieo những cái hạt giống đau khổ cho mình, thì mình cần phải biết rõ. Mình cần phải biết rõ để mình dẫn mình đi. Bởi vì cuối cùng trong cuộc đời của mình đó, một cái vị minh sư sẽ xuất hiện. Vị minh sư đó chính là trí tuệ, là ngọn đèn trong tâm của chúng ta. Và chúng ta nương tựa vào đây. Chúng ta quy y Phật bởi vì chúng ta quy y trí tuệ gọi là toàn giác của chư Phật. Còn mình có trí tuệ nhưng như ngọn đèn cày, còn trí tuệ toàn giác của chư Phật như ánh sáng mặt trời. Chúng ta đây cần nối, cần có một cái con đường nối với lại cái ánh sáng toàn giác của chư Phật. Chúng ta nối bằng cách học hỏi giáo pháp, chúng ta nối bằng cách ứng dụng cái giáo pháp đó để thấy những cái hoạt động tâm và thân của chúng ta. Chúng ta nói bằng cách chúng ta đi con đường tu tập theo tứ niệm xứ để khơi dậy cái tuệ giác của mình. Đó là con đường nối giữa trí tuệ tâm linh của chúng, nơi chúng ta là một con người có cái duyên được nương tựa nơi Tam Bảo, chúng ta làm cái cầu nối về tâm linh như thế. Còn khi chúng ta rơi xuống các cái cảnh khổ, không phải con người nữa, thì cái ngọn đèn của chúng ta đã bị che lại rồi, chúng ta khó mà nói được. Đó là cái sự bất hạnh lớn nhất khi thân ngoại mạng chung mà chúng ta đây không trở lại làm người được nữa. Và tất cả chúng ta đây không có than trách ai cả, thì chính mình đã che khuất, đã che khuất cái ánh sáng trí tuệ của mình. Chúng ta yêu thương tất cả những người sống với ta là điều cần thiết, là điều đúng đắn. Nhưng mà ràng buộc nhau trong đời sống này, nó là sự sai lầm,
Nó là sự băng hoại cái đời sống nội tâm. Nó là đưa đến cái cảnh khổ nhất định không thể tránh khỏi. Cho nên chúng ta phải biết cái chỗ nào là cái chỗ dừng lại, yêu thương người khác và được đón nhận cái tình yêu thương người khác. Đó là cái nhu cầu trong cái đời sống tình cảm của mình. Nhưng chúng ta đã đang với nhau, cột gịch với nhau, chúng ta nói mình thuộc về người này hoặc những người này, và mình cũng mong muốn người này hoặc những người này thuộc với mình. Con đường sai nằm chỗ đó. Và cái con đường đó lẽ xưa sẽ thân ngoại mạng chung, nó sẽ đưa đến cái tái sanh vào trong cảnh khổ. Chúng ta để ăn uống để cho có sức khỏe, nhưng chúng ta đắm chìm vào trong cái sự ăn uống, mê muội trong cái đó, ăn uống đó, chúng ta cúi xuống cái máng ăn và gục luôn trong cái máng ăn đó, thì khi chết phải trở thành súc sanh, loại súc sanh u tối nhất, không phải loại súc sanh sáng suốt. Đó là điều chúng ta phải hiểu. Bởi vì tất cả những cái sinh hoạt trong cái kiếp người của chúng ta đó, chúng ta biết cái điểm dừng, chúng ta biết cái điểm vừa đủ, và chúng ta tránh cái chuyện thái quá hơn cái mức độ cho phép. Hơn cái mức độ cho phép là sai, hơn nữa là điên đảo. Chúng ta hãy đến tất cả các nhà thương điên trên thế giới này để biết thế nào là điên đảo, từ cái đúng đến cái sai. Và đi đến cái điên đảo thì cái thế giới của những người điên đảo rõ nét nhất nằm ở trong nhà thương điên. Một cái cô gái 18-20 tuổi có một người bạn trai, nói những cái lời gắn bó với nhau, đó là chuyện bình thường, đó là cái chuyện mà nó có thể dừng ở cái mức độ đúng đắn và tốt đẹp của nó. Nhưng khi mà tất cả những gì người ta gắn bó trong 2 năm, 3 năm này đó, bây giờ đột nhiên nó đối nghịch lại, thì bây giờ mình phải nhận rõ rằng như cái cây mà chúng ta trồng vậy, nó có thể từ nhỏ đến lớn nó phơi phới đi vươn lên, nhưng bây giờ có ai đi ngang nó bẻ ngang cái đầu của nó, hoặc một cái con gì nó cắn nó làm cho gục cái đầu xuống, thì đó là chuyện không thể tránh khỏi. Cái duyên gặp gỡ để mà gắn bó nhau nó chỉ có từng ấy thôi. Bây giờ nó trở ngược lại rồi, thì phải hiểu rằng là không có thể làm gì khác hơn ngoài cái sự chấp nhận. Như chúng ta đây đã từng chấp nhận một cái người dưng nước lã xuất hiện trong cái cuộc đời mình, và mình cũng phải chấp nhận rất là rõ ràng là người dưng nước lã này cuối cùng cũng là nước lã người dưng, để mà người ta ra đi mà mình vẫn giữ lại được mình. Còn nếu không đó, khi mà mình đó kết hợp với nhau thì nó không phải là sự kết hợp, mà nó là cái sự muốn đan xen vào nhau. Và mình đặt tất cả cái cuộc đời của mình vào cái điểm tựa này, khi nó rụt tay ra rồi đó thì mình rơi xuống, úp mặt xuống lòng và tan nát hết. Nó đi đến sự điên đảo trong cái tâm của mình và thế giới của nhà thương điên. Và chết trong thế giới của nhà thương điên, liệu người ta có thể tái sanh làm người được hay không thì chúng ta đã nhìn thấy rõ. Và nếu có cái phước báu do nhiều đời nhiều kiếp tạo ra mà có thể làm con người, thì cái con người đó sinh ra là người lạc vô nhân, bởi vì nó đã bất bình thường ở trong cái đầu, nó chỉ có thân xác là một con người thôi, và lại tiếp tục nữa, bởi vì nó điên đảo rồi và nó đã si rồi, nó đã tâm tối rồi, cho nên khó mà thoát ra. Cho nên chúng ta hãy kiểm soát tất cả những gì xuất hiện trong tâm của chúng ta, và nhớ rõ là cái dòng chảy trong tâm thức chúng ta như vậy. Cho nên khi chúng ta tiếp nhận bất cứ một cái cảnh nào, sắc thanh hương khí vị xúc, thì chúng ta phải hiểu rằng
Tất cả những cảnh này đều là quả nghiệp của ta. Và khi tiếp nhận cái quả nghiệp này rồi thì chúng ta có một cách là ứng xử cái quả nghiệp đó. Và cái ứng xử đó chính là tâm động tốc. Ứng xử đó chính là tâm động tốc ở nơi lộ ngũ và tâm động tốc nơi lộ ý. Và động tốc này nó sẽ làm tăng lên cái phần thiện và thiện trí, hoặc nó tăng thêm cái phần tâm tối này, thì tất cả chúng ta đây đều có thể nhận biết được. Nên phải thấy cái điểm dừng của mình trong cái mối quan hệ. Chúng ta đi bên cạnh nhau và mỗi người tỏa ra một cái từ trường, mỗi người tỏa ra một cái hấp lực để đưa đến với nhau. Cái từ trường nó toát ra cho mỗi người buông ra. Mà cái hấp lực này là cái hấp lực của nghiệp để đưa đến với nhau. Và khi chúng ta nói nghiệp thì nó có thiện và bất thiện. Nghiệp thiện tìm đến nhau có, nghiệp bất thiện tìm đến nhau có. Nghiệp bất thiện và nghiệp thiện đang chéo nhau có. Có khi gặp nhau ban đầu là thiện, nhưng sau đó bất thiện phát sanh, rồi thiện phát sanh, rồi bất thiện phát sanh, và cứ thế đang chéo nhau. Và chúng ta phải hiểu rõ như vậy để bao giờ đó cái nghiệp nó cũng là một cái điệp khúc cà lâm. Nó sẽ lặp đi lặp lại như vậy. Nó lặp cho đến chán trường. Mà chúng ta có chán trường chưa? Vì không có chán trường mà vẫn tiếp tục bám vào, vẫn tiếp tục mong mỏi, vẫn tiếp tục đòi hỏi, vẫn cứ tiếp tục một cái niềm khao khát, cho nên phải vào nhà thương điện. Còn không vào nhà thương điện thì dở tỉnh dở mê. Phải sống như thế. Tại sao phải đọa lạc đời mình? Tại vì mình cứ ngỡ rằng cái người đó, cái việc đó, tất cả những cái điều gì mà mình mong muốn nhất, mình khao khát nhất, mình ngỡ rằng cái đó là tất cả cuộc đời của mình. Thưa không phải. Nó chỉ là sự khao khát, nó chỉ là sự mong muốn. Sự khao khát, sự mong muốn này có thể làm tốt cái đời của chúng ta, nó cũng thể đọa lạc cái đời mình. Vậy mình đây có quyền nói với mình rằng khao khát cái điều này để đọa lạc đời mình, ta có nên làm không? Chính mình sẽ trả lời với mình. Và mình không có nghe ai cả. Đó là cái mà chúng ta phải hiểu cho ra. Mình càng đi lạc chừng nào thì mình lại càng cố bám vào chừng đấy. Đó là cái khuynh hướng của cái tâm si. Nó không chịu nhả ra, nó chỉ muốn đi tới, nó muốn bám chặt vào đó, nó bất chấp tất cả. Và khi nào cái người thương ta nhất là cha với mẹ của ta mà nói đi nói lại những cái lời khuyên răn mà mình đi không nghe, thì mình phải hiểu rằng mình đang say đắm cái gì đó. Tại vì hơn ai hết, những người sinh thành ra mình đó đã gìn giữ cho mình đó, cái thân xác này từ trong cái bào thai cho đến khi ra ngoài đó, một cái vết trầy xước của con, cái té đau của con, nó đều là cái nỗi đau của cha mẹ cả. Huống chi mà trong cái đời sống thấy con nó sai trái, thấy con nó lạc đường, làm sao không có khuyên được. Và chỉ có cha mẹ mới bền bỉ để mà khuyên con mà thôi, còn không có ai bền bỉ cả. Mà nếu như mình đây không nghe thì đó là mình phải hiểu rằng những cái pháp thuộc về si phần nó đang tâm tối trong cái tâm của mình. Cho nên mình nhất định không có nhả ra. Phải xem lại tất cả những cái đó. Những cái trạng thái của tâm nó xuất hiện như vậy đó là mình sẽ soi sáng của nó để mình biết nó là cái gì. Và khi mình soi sáng được là mình đã tách đường chứ.
soi sáng được là tách ra được chút, soi sáng được là tách ra được chút. Cho đến khi chúng ta đủ cái năng lực soi sáng của nó, thì những cái khao khát của chúng ta nó khô lại. Nó giống như keo hồ mà nó dán khít lại vậy đó. Giờ đây nó khô rồi, nó sẽ rớt xuống. Nó không còn những cái khao khát đó nữa. Đây là những cái tình trạng mà có một số người sau khi mà đã ly dị rồi đó, thì người ta nhận thấy cái keo hồ đó nó rơi xuống rõ ràng. Một số thôi nha, không phải tất cả. Còn một cái phần lớn đó đã ly dị xong rồi, nhưng mà cái một cái loại keo hồ của cái hận thù, của cái bất mãn, của cái bức xúc, nó vẫn nối kết với nhau. Nó vẫn nối kết. Mặc dù nó có đẩy ra đi nữa thì nó cũng đúc kết, nó cũng kết lại với nhau để nó đẩy ra. Và cái này đường luân hồi còn gặp lại nhau. Còn khi nào thật sự là keo rã hồ tan, trong lòng của mình thấy rõ, ô tại sao trước đó mình ngu như vậy, tại sao mình ngớ ngẩn như vậy, tại sao có những cái cảm xúc kỳ lạ như vậy để nó cột chặt mình vào trong đau khổ vậy. Bây giờ nó đã khô rồi, bây giờ nó đã lạnh rồi, nó đã rơi xuống rồi, không còn cái gì nữa cả. Thì đường luân hồi đã, từ đây nó đã làm cái ngã rẽ thật sự rồi, không có gặp lại nhau. Vậy tâm linh phải nhớ vậy đi. Có một tờ hung thú và xé một cái tờ hung thú đó chỉ là về mặt pháp lý. Có tài sản, có con cái, chia tài sản con cái chỉ là mặt thế gian. Còn về mặt tâm linh á, chỉ khi nào thấy rõ, biết rõ, hiểu rõ thì hai cái ngã rẽ không còn gặp lại nhau. Mà khi chưa thấy rõ, chưa hiểu rõ thì vẫn kết với nhau bằng cái con đường nó đẩy ra, nó đẩy ra, nó đẩy ra, nhưng nó vẫn chạm vào để nó nối kết. Và luân hồi sẽ gặp lại. Đó là con đường của tâm, con đường của cả lộ ngũ và con đường của cả lộ ý đang ngày đêm hoạt động trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và nó không đi ra khỏi hai cái dòng nghiệp này. Chúng ta nhớ như thế để chúng ta có thể kiểm soát năm cái con đường của lộ ngũ, và con đường thứ sáu là con đường của lộ ý. Tất cả đều hoạt động, chốt lại cuối cùng nằm trong cái phần tạo tác này đây, không có đi ra khỏi cái này. Và cái tạo tác này xin nhắc lại, nó lặp lại tới 7 lần. 7 lần. Và khi mà chúng ta bước sang cái bài học sắp tới đó, thì chúng ta thấy nó không ngừng lại ở 7 phần. Và đó là cái lý do tại sao mà tất cả những cái quả nghiệp của chúng ta nó đều lặp đi lặp lại, đều lặp đi lặp lại, mà chúng ta có nhận ra không? Nó lặp đi lặp lại hoài, nhưng mình có nhận ra không? Khi nào mình biết cách quan sát rồi mình thấy ôi nó dễ quá. Nhưng mình khi mình chưa có quan sát nó, mình không thấy cái sự trở đi trở lại của nó. Trở đi trở lại nó thành một cái điệp khúc. Và sư cô cũng nhiều lần nói rằng cái điệp khúc này đó, dòng nhạc chỉ có một, nó thay đổi lời nhạc mà thôi. Cái dòng nhạc đó chính là tâm, và cái lời nhạc đó chính là những cái cảnh, những cái điều kiện để khi mà mình tiếp xúc đó, là cái tâm trong cái tâm của mình đó, trong cái đống tóc này nè, nó khởi lên một cái trạng thái. Cái trạng thái đó có thể là buồn, trạng thái đó có thể là tức giận, trạng thái đó có thể là bất mãn. Nhưng những cái trạng thái này thuộc về tâm sân đó, là nó thay đổi theo hoàn cảnh, nó thay đổi theo những cái biến cố của nó. Thì cái hoàn cảnh, cái biến cố của nó chính là những lời nhạc khác nhau, nhưng cái dòng nhạc nó là cái nỗi buồn, cái sự bức xúc, sự bất mãn, nó là cái tâm sân không có thay đổi trong tâm mình. Những cái trạng thái của nó thay đổi nhưng vẫn nằm trong cái tâm sân. Vì chúng ta học trong cái
phần mà về cái tâm sân đây là chúng ta thấy nó có bốn trạng thái chính: sân, và nó sân tật lận hối, đó là bốn điểm chính. Còn những cái điểm mà nó coi như là nó thiên hình dạng trạng của nó nữa thì chúng ta không có nói, không có thể kể hết, bởi vì nơi tâm mỗi người cái sự diễn biến nó khác nhau. Nhưng cốt lõi nó nằm ở chỗ nó đưa chúng ta đến sự bức xúc, nó đưa chúng ta đến sự bất an, nó đưa đến cái chuyện chúng ta không hài lòng, đưa đến chuyện chúng ta không thỏa mãn. Thì chúng ta phải hiểu rằng nó đang lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu vạn tỷ lần trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và vì vậy khi cái quả của nó trổ sanh, nó cũng sẽ lặp đi lặp lại. Đó là lực của nó. Và chúng ta khi nắm được cái lực này đó thì chúng ta sẽ khám phá ra, khám phá ra trong chính cái đời sống nội tâm của mình những cái điểm khúc mà chúng ta đây cứ nhìn lại, cứ kiểm lại sẽ thấy rõ. Thấy rõ lắm, không có mơ hồ đâu. Hãy bình tâm lại, hãy lắng cái tâm mình lại, để cho tất cả những cái trạng thái quấy nhiễm nó đi qua. Và khi cái tâm mình được bình an, cái tâm mình được trong sạch, thì cái trí tuệ của mình phát sanh lên, mình có thể soi rọi để thấy. Tất cả những sự thấy biết của chúng ta đều khởi lên ở trong tâm thiện trí. Và cái nền của nó là bao giờ pháp thiện cũng xuất hiện trong tâm, thì từ cái pháp, từ cái nền đó thì thiện trí nó mới khởi sanh lên được. Cho nên tất cả mọi việc ở trong đời sống đưa đến sự bức xúc, chúng ta nên dùng hơi thở của mình để điều hòa lại thân, cũng dùng hơi thở của mình để điều hòa lại tâm. Một ngày làm việc mỏi mệt thì cái việc chúng ta thả lỏng toàn thân, chúng ta thư giãn, đi tắm rửa, ăn uống, vân vân, thoải mái để cho phục hồi lại cái năng lượng ở nơi thân này, thì cũng có nghĩa rằng chúng ta đó đang từng bước làm cho cái tâm của chúng ta nó được ổn định hơn. Và tất cả những cái pháp thiền hiệp thế cũng sẽ giúp cho tâm chúng ta sáng suốt, chứ không phải là khi đã mệt mỏi rồi chúng ta lại càng tiếp nhận những cái thông tin mà nó đưa đến cái sự mệt mỏi về tâm. Chúng ta không làm cái điều đó, phải gìn giữ cái tâm của mình. Cho nên chúng ta ngăn bớt những sự tiếp xúc, những người có cái thói ngồi lê đôi mắt, đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy, đều là những người đó mở cửa để người ta đổ rác trong cái nhà mình. Đàn ông ngồi quán cà phê lê la từ giờ này sang cái giờ khác cũng chỉ là nhiều chuyện mà thôi, thì những cái nguồn thông tin đó tiếp nhận vào đó là rác đổ trong tâm. Biết bao nhiêu người ngồi quán mà về nhà đó là xung đột trong gia đình đủ thứ hết, không phải là không có. Những người ngồi quán cà phê mà để làm nên cái việc lớn cũng có, nhưng cái người đó ít. Cái người ngày nào cũng nghiện mà ngồi ở chỗ đó thì phải biết là đang mở cửa để rác đổ vào. Và đàn bà thì nhiều nhất, nói không dứt, nói không ngớt, kể cả vô chùa cũng tụm lại mà nói. Nói chuyện trên trời dưới biển, chuyện của gia đình ta không biết rõ cũng đem ra nói. Thì tất cả những cái đó là chiêu cảm rác vào trong tâm của mình, và làm cho những cái pháp quế nhiễm này tăng lên chứ không giảm. Có những cái thông tin mà chúng ta không cần phải tiếp nhận, có những câu chuyện mà chúng ta không cần phải nghe, còn mình thì tiếp nhận vô số. Chính những cái đó là những cái mà chúng ta đang cho những cái thực phẩm thiêu, những thực phẩm độc, những thực phẩm hôi hám vào trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Mà chúng ta đang có cả một cái kho quế nhiễm, nó đang sẵn sàng để làm tăng lên, thì thấy chưa? Làm tăng lên. Nên cái này sư cô cũng nói rồi, khi người nhà mình có người bệnh, bệnh nhiều lắm, không nên tiếp khách nhiều. Mình là con, mình có thể đứng ra tiếp khách. Người đã tới thăm hỏi cái gì mình trả lời, không cho cái người bệnh nằm đây tiếp.
Người ta đem lại những cái điều tốt đẹp thì ít, người ta đem lại những cái điều bức xúc thì nhiều hơn. Và không có ai mong muốn rằng cứ người lại nói bình sao vậy, đau sao vậy, để người ta phải lặp lại những cái mà người ta cảm thấy bức xúc quá, mà người ta phải trả lời những cái câu hỏi đó. Thì chúng ta đây thấy nó chỉ tăng thêm cái phần mà nó làm cho cái sức khỏe của người này suy thêm, làm cho cái tinh thần của người này sa sút thêm là thôi. Cho nên chúng ta ngăn thôi. Và khi mình ý thức như vậy đó thì mình đến thăm cũng chỉ hỏi thăm người gia đình chúng ta thôi, chứ không cần thiết là phải. Còn không là chỉ thấy mặt thôi là đi về, hoặc là thấy mặt một chút sức khỏe thôi, hoặc là thấy mặt đó mình đứng đó, mình nhìn, mình mỉm cười, và mình đọc một cái bài kệ, một cái bài kinh nào đó mà mình đủ cái năng lực để mình truyền cái năng lực lành cho người ta, thế là đủ rồi. Còn không, những sự thăm viếng đó phần lớn không đem lại sự lợi ích cho người bệnh. Bởi vì đây đó là giao tế trong cái đời sống. Cho nên nghe tin cái người đó bệnh thì cái tình cảm mình đến thăm, đó là điều tốt. Nhưng mà thăm làm sao mà đem cái điều lành đến cho người bệnh đó, thì cái chuyện này cái người nhà phải sàng lọc lại. Mình phải đón nhận cái đó để mình trao đổi cái thông tin của người đó, để cho cái người bệnh đó không phải đón nhận thêm. Chúng ta phải hiểu vậy. Tất cả những cái câu chuyện, những cái sự trao đổi này, một là nó tăng năng lượng lành, hai là nó làm cho những cái năng lượng lành này á, nó bị sa sút, nó bị giảm đi. Hai cái lộ ngủ và lộ ý, nó hoạt động thường xuyên trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, luôn luôn nó như vậy. Chúng ta phải kiểm soát nó. Khi lộ ngủ và lộ ý không hoạt động thì cái dòng hộ kiếp này nó vẫn trôi chảy suốt luôn, và nó có quyền xuất hiện pháp thiện hay pháp bất thiện, nó đều có khả năng xuất hiện cả. Nhưng cái khả năng mà xuất hiện những cái pháp bất thiện này nó bao giờ cũng mạnh hơn là cái khả năng xuất hiện pháp thiện. Bởi vì những cái trạng thái mà nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, nó sẽ đi qua. Nhưng những cái gì nó đau khổ đó, người ta nén nó lại, người ta đè nó xuống, người ta cố quên đi, và người ta làm cho nó giống như là chai sạn trở lại. Nhưng mà thưa không, nó là bơm xăng đặc đã được nén lại. Cho nên á, là khi có một cái dòng tâm thức mới khởi đến, khơi lên, thì nó sẽ bùng nổ ra. Nó giống như là cái cây pháo, nó có cái ngòi châm của nó. Khi mà nó từ trong cái pháp bất thiện này đây, nó nối lên được với cái cảnh mới này, thì cái ngòi này nó châm vào thì nó sẽ bùng vỡ ra. Cho nên cái đời sống nội tâm của chúng ta là như vậy. Phải hiểu rằng tất cả những cái gì mà nó đem đến sự phiền muộn trong tâm đó, thì chúng ta nên giải ngay. Giải ngay bằng cách phân tích tại sao mình buồn vậy, người này nói gì, người này làm gì, mình mất mát cái gì, mình thua thiệt cái gì, và mình buồn vì mình mất cái gì, mình thua thiệt cái gì, mình đòi hỏi cái gì, mình mong muốn cái gì, mình chờ đợi cái gì, mình khao khát cái gì. Hãy nói ra đi, và nói với chính mình, và chúng ta sẽ giải điều đó. Dẫu giải không hết, ngày khác giải nữa, khi nó khởi lên giải nữa, khi nó khởi lên giải nữa, khi nó khởi lên giải nữa. Còn nếu không, khi nó khởi lên thì chúng ta đây thêm buồn. Khi gợi lại những cái cảnh cũ buồn, lòng ta lại thêm buồn. Khi gợi lại cảnh cũ bức xúc, lòng ta thêm bức xúc. Thì tất cả những cái đó nó đều tăng trưởng cái phần quấy nhiễm này lên. Còn khi chúng ta giải là chúng ta dùng cái thiện trí này để mà cắt nó ra, phân tích nó ra từng phần, từng yếu tố một, để chúng ta nhận định rõ. Và như vậy cái khả năng chúng ta phân tán cái sức của nó, và chúng ta diệt một số những cái điều kiện tạo tác lên nó, thì nó sẽ thay đổi. Đây là một cái viên phấn. Chúng ta thấy đây là cái viên phấn. Cái điều kiện của nó là những cái thành phần của nó, những cái hạt phấn của nó liên kết nhau
Bây giờ chúng ta sẽ bẻ ra làm hai phần, thì nó đã gãy rồi. Và chúng ta tiếp tục bẻ nữa, chúng ta tiếp tục bẻ nữa, khi nó chỉ còn làm cái hạt phấn mà thôi, thì nó không đủ sức để làm nên cái gì cả. Thì trong tâm của chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ phân tích từng phần một để chúng ta bẻ gãy tất cả các thế liên kết để làm đau khổ trong lòng của chúng ta. Còn nếu chúng ta không làm được cái việc phân tích đó, nó sẽ kết lại, nó sẽ kết lại. Nó sẽ kết lại, nó sẽ kết lại, kết lại. Nó làm thành những cái dấu ấn mà nó sẽ trở lại, nó sẽ trở lại, nó sẽ trở lại, nó sẽ trở lại, nó sẽ trở lại. Hoạt động của nó là như thế đó. Sức hoạt động của nó là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cụ thể của cái phần mà nó thuộc về cái lộ ý cảnh rất rõ. Chót của nó là động tốc, cảnh rõ chót động tốc. Thì nó sẽ có cái dạng là chót động tốc này đó không có hộ kiếp, và chót động tốc có hộ kiếp vừa qua, có hộ kiếp vừa qua, không có hộ kiếp vừa qua, và có hộ kiếp vừa qua. Thì cái không có là chúng ta thấy nó nằm ở cái phần á, là cái cảnh của nó là cảnh pháp và cảnh chế định. Còn có hộ kiếp vừa qua là nó vẫn nằm trong cái phần cảnh sắc. Đó là cảnh danh pháp và cảnh chế định. Đây là cảnh sắc. Ở đây chúng ta sẽ có hộ kiếp vừa qua. Xin lỗi, hộ kiếp. Hộ kiếp. Rồi nó sẽ đi đến cái hộ kiếp rúng động. Nó không có hộ kiếp vừa qua, nó có hộ kiếp dứt dần. Hộ kiếp dứt dần. Rồi tới đây nó là kháng ý môn. Rồi tới đây nó là tâm động tốc hay là động lực. Một, 2, 3, 4, 5, 6. Và đây cuối cùng nó là cái số 7. Và đây nó sẽ tiếp tục là hộ kiếp. Nó đi như thế. Cái công thức của nó đi như thế. Xin nói lại đây, cái dòng hộ kiếp chúng ta đang trôi chảy thì nó rúng động, nó dứt dòng, và sau đó kháng ý môn khởi sanh, thì tiếp theo là tâm động tốc, rồi cuối cùng nó lại trở lại với hộ kiếp của nó. Bây giờ chúng ta đi khảo sát về năm cái điều. Thứ nhất là chúng ta nói đến sát na tâm khách. Sát na tâm khách thì chúng ta biết tâm chủ chính là hộ kiếp. Tâm khách đây là chúng ta sẽ có kháng ý môn đây. Sát na tâm khách thì chúng ta có kháng ý môn, chúng ta cộng với động tốc là nó có hai, kháng ý môn và động tốc. Bây giờ chúng ta nói đó là đến cái loại, cái số lượng của tâm khách. Loại về số lượng này đó thì chúng ta có tất cả là 30. Trong đó đó chúng ta có một cái kháng ý môn và cộng với 29 cái động tốc thuộc về dục giới. Lần trước thì sư cô có giảng về cái tâm động tốc dục giới rồi. Nay chỉ là nhắc lại thôi. Động tốc dục giới gồm có 12 tâm bất thiện, có 8 tâm thiện,
dục giới đó có 8 duy tác dục giới và có 1 ứng cúng vi tiêu, tổng cộng là chúng ta có 29 cái tâm động tốc dục giới. Nhớ nha, lần trước đã giảng rồi đó, 29 tâm động tốc dục giới khác với 29 tâm động tốc tạo nghiệp. 29 tâm động tốc mà tạo nghiệp á, thì nó không có cái phần duy tác, mà nó thêm vào đó là 9 cái tâm đáo đại, tức là 5 tâm quả sắc giới và 4 tâm quả vô sắc giới, gọi là 9 tâm quả đáo đại. Thì nó thành ra là các cái tâm tạo nghiệp để đưa đến luân hồi. Còn này ở dục giới thì người ta chỉ nói là động tốc dục giới có 29. Cái này lần trước đã có ghi rồi. Rồi, bây giờ cái phần thứ 3 chúng ta nói cái chặn, chặn của tâm động tốc này. Chặn thì chúng ta thấy có hai chặn đây, hộ kiếp thì chúng ta không bàn rồi. Nó có chặn thứ nhất là chặn kháng y môn, và chặn thứ hai là chặn động tốc. Có hai chặn. Chặn có hai, nó gồm có kháng y môn và động tốc. Có hai. Khi chúng ta nói người, có bao nhiêu hạng người có cái lộ này, thì chúng ta nói là có 8 hạng người, gồm có 4 phàm và 4 thánh, tất cả là 8. Bây giờ chúng ta nói cõi, có tất cả 30 cõi, 30 cõi trừ cái cõi hữu tưởng, trừ cõi vô tưởng. Chờ, bây giờ chúng ta tới cái phần thứ hai của cái này, tức là cảnh rõ chót động tốc có hộ kiếp vừa qua, và nó có từ 1 đến 7 cái hộ kiếp vừa qua. Thì chúng ta nói gì để cho mình dễ hiểu nè, thì nó giống nhau hết, nó chỉ có khác ở cái chỗ này. Nó khác ở cái chỗ là ở đây nó có cái hộ kiếp vừa qua đây. Hộ kiếp vừa qua, xin lỗi, có hộ kiếp rồi, nó thêm cái hộ kiếp vừa qua, rồi nó tới rúng động, nó tới dứt dòng, rồi nó cũng kháng y môn, cũng y như thế này. Nó chỉ thêm có cái này thôi, thêm có cái hộ kiếp vừa qua vào, thêm một cái. Hoặc là đó, nó thêm vào đây hai cái, đây là một cái. Nó có thể thêm 2, thêm 3, thêm 4, thêm 5, thêm 6, thêm 7. Thì cái chỗ này nó cứ đi ra. Còn tất cả nó đều giống nhau. Nó chỉ thêm một cái hộ kiếp vừa qua, hoặc thêm 2 hộ kiếp vừa qua, thêm 3 hộ kiếp vừa qua, thêm 4 hộ kiếp vừa qua, thêm 5 hộ kiếp vừa qua, thêm 6 hộ kiếp vừa qua, thêm 7 hộ kiếp vừa qua. Thì như vậy nó sẽ có 7 lộ. 7 lộ. Ở trên này nó có một lộ, một lộ. Ở đây nó có tất cả là 7 lộ. Thì cái cách của nó như vậy thôi, nó cũng giống nhau. Màn số 2 này đây đó là cái cảnh rõ mà chót hộ động tốc thì chúng ta xong rồi. Bây giờ tới cái phần chót là hộ kiếp khách. Chót hộ kiếp khách. Thì như chúng ta biết đó, là những cái chúng sinh mà khi mà sinh ra đó có cái tâm tục sinh, thọ hỷ, tâm tục sinh thọ hỷ, thì cái khi mà cái người đó nổi cái tâm sân lên, nổi cái tâm sân lên thì mà để đó đi tiếp qua một cái trạng thái khác đó, thì nó phải có một cái để chuyển tiếp qua. Khi mà cái động tốc này, nó là động tốc sân, thì cái đi tiếp tục theo nó, nó phải có một cái hộ kiếp, nó phải có một cái tâm hộ kiếp khách này. Đó là cái A này đây,
thì nó chuyển, thì ở đây nó mới trở về bình thường được. Thì cái đó là cái nguyên tắc đó là mình đã học luôn cái lần trước rồi. Thì như vậy đối với những cái tâm mà nó có hộ kiếp A thì chúng ta sẽ thấy thế này, là trong cái phần này đó là cái khi mà nó có cái hộ kiếp khách này đó thì nó cũng sẽ chia ra làm hai phần, một cái phần mà nó có hộ kiếp vừa qua và cái phần nó không có hộ kiếp vừa qua. Nó y như cái phần trên mà chúng ta đã trình bày rồi đó, nó có hai phần, một phần là nó không có hộ kiếp vừa qua, một cái phần là có cái hộ kiếp vừa qua, nó y như cái phần trên. Và cái này nó cũng có tám lộ, cái không có nó có một, và có nó có bảy, tức là nó có từ một đến bảy cái hộ kiếp vừa qua, thì nó có bảy lộ, nó có tất cả là bảy lộ. À, đây là hộ kiếp, rồi đó, là nó có tới hộ kiếp rúng động, nó có hộ kiếp dứt dần, và như vậy nó sẽ đi tới cái phần kháng ý môn, và nó sẽ đi tới cái phần động tốc. Rồi đây nó tới cái phần hộ kiếp khách. Rồi đây nó tới cái phần hộ kiếp. Nó có xuất hiện cái hộ kiếp khách đây. Đấy, nó xuất hiện đây. Là ở đây á, cái động tốc này nó là tâm sân. Thì đây nó phải bắt buộc có cái hộ kiếp vừa qua. Nói cái tâm sân mà cái chúng sinh này đó, khi mà sinh ra đó, nó có tâm tục sinh là hỷ. À, khi nó nổi sân lên thì để chuyển qua một cái dòng tâm thức mới thì nó bắt buộc có cái hộ kiếp khách này. Agankukha phải bắt buộc có cái hộ kiếp khách đó. Bây giờ chúng ta nói đến năm cái phần mà chúng ta phải ghi nhận về cái này đó, là cái thứ nhất, chúng ta nói đến cái sát na tâm khách. Sát na tâm khách thì chúng ta có 8 cái sát na tâm khách, nó có 8, nó bằng 1 là kháng ý môn, 2 là 7 cái tâm động tốc. 1 kháng ý môn cộng với lại 7 cái tâm động tốc thì nó ra là 8. Cái thứ hai nữa là chúng ta có cái loại tâm khách, loại và cái số lượng tâm khách á, thì cái này chúng ta có 3. 3 đây á là nó gồm có 1 cái kháng ý môn, và cái thứ hai nữa nó cộng cái động tốc này đó. Cái động tốc này nó chỉ có 2 tâm thôi, 2 tâm sân, 2 sân, nó thành 3 đó. Cái đặc biệt cái lộ này á, nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và cái người á thì có 4. Có bốn, chúng ta nhìn đây, người này tục sinh bằng 4 cái tâm quả thọ hỷ, 2 cái thì nó hợp trí và 2 cái nó là ly trí. Như vậy là 4 người gồm có 2 cái hạng người mà nó tục sinh bằng cái tâm quả thiện hỷ ly trí, và 2 là tâm quả thiện hỷ hợp trí. Tức là thiện hỷ nhị nhân và thiện hỷ tam nhân, hay là thiện hỷ nhị nhân và thiện trí thọ hỷ, thì nó tam nhân. Đó là 4 hạng người. Nói về cái cõi đó thì nó có tất cả là 7 cõi. Người bây giờ tới cõi,
Cõi thì có 7 cõi. Cõi này gồm có 1 cõi người và 6 cõi chư thiên dục giới, tức là 6 cõi trời dục giới. Nó có tất cả là 7 cõi. Và như vậy thì chúng ta thấy nè, cái hỷ trong tâm những cái chúng sinh này là thiện hỷ nha, không phải tham thọ hỷ. Đây, nó sinh ra bằng tâm quả thiện, thọ hỷ. Tâm quả thiện, thọ hỷ, hợp trí và ly trí. Chứ nó không sinh ra bằng cái tâm tham thọ hỷ. Cho nên chúng ta để ý thấy những cái gia đình mà sanh ra cái đứa nhỏ mà nó cười hoài, từ nhỏ cho tới lớn, ai nó cũng vui vẻ, nó hoan hỷ. Nó sinh ra với thiện hỷ. Đó là cái phước báu của cái gia đình đó. Phước báu của bản thân nó mà phước báu của gia đình. Còn nếu không nó khóc. Nó khóc 3 tháng 10 ngày xong rồi đó, bất cứ cái gì nó cũng không hài lòng, nó cũng đều khóc hết. Đói cũng khóc, lạnh quá cũng khóc, nóng quá cũng khóc. Không dự ý cái gì đó cũng khóc, thấy cái gì sợ cũng khóc. Nó sinh ra không phải bằng tâm sở, mà trong cái nó là đa sắc. Đa sắc, tánh nó đa sắc. Những cái đứa đó nó tự nó làm khổ nó rất là nhiều. Và những người sống chung quanh với nó cũng khổ với nó. Nó thiếu phước. Cho nên mình thấy cái chỗ đó đó, mình ráng làm sao mình giữ được cái đời sống mình nó đi vào trong cái thiện hỷ. Khi mình tái sanh, những cái quả thiện hỷ này nó mạnh đó. Khi mình tái sanh bằng cái tâm quả thiện hỷ này, hoặc là thiện trí mà nó có hỷ, nó thọ hỷ, nó nằm trong tam nhân, thì cái đó là cái phước lành của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, khiến cho những cái người này nè, cái khi mà người ta gặp một cái chuyện gì mà kinh khủng nhất đó, thì người ta không bị bức xúc quá đáng. Ta có bức xúc, nhưng mà chính vì cái tục sinh bằng tâm hỷ đó, người ta sẽ có một cái cách ứng xử đó nó lạc quan hơn. Và nó đem lại cái sự mà gọi là giống như là nó làm cho nó ổn định hơn, và nó coi như là giống như nó hòa bình hơn như vậy. Cho nên quý vị thấy có những người đụng chuyện, khi người ta tới giải quyết, cái đầu tiên ở trên cái miệng người ta mỉm cười trước. Ta hỏi cái gì đó vậy? Thì quý vị thấy là cái sự căng thẳng nó sẽ dịu xuống. Mà do cái người này không phải đóng kịch, không phải đóng kịch, không phải cố tạo ra cái nụ cười. Nhưng mà bản chất của cái người đó là nó sinh ra với cái tâm thọ hỷ. Cho nên là nó đụng bất cứ cảnh nào đó, thì tự trong tâm của nó cũng thấy rằng cái chuyện an vui là đúng thằng đó. Do đó cái thái độ ứng xử của nó rất là tự nhiên và rất là chân thật, làm cho những cái người mà ta đang bị căng thẳng đó, thấy cái người này xuất hiện thì tự nhiên nó dịu xuống. Cái phước báu một cái đứa trẻ nó sinh ra trong cái gia đình cũng vậy. Là vì khi mà cha mẹ nó mà có cãi cọ nhau hay cái gì đó thì nó trố mắt nó nhìn, nhưng mà khi cha mẹ nó hạ giọng xuống thì nó cười. Thì cái nụ cười đó nó làm cho cái cha mẹ của nó cảm thấy rằng cái chuyện mình vừa làm qua đó thì nó không hay, bởi vì con mình nó kinh ngạc quá. Thì thấy cái phước đó chị. Và cái phước đó không ai cho. Mà chúng ta tìm một cái niềm vui khi chúng ta làm điều thiện. Cái nụ cười đó ở trong tâm của chúng ta nó an vui, không ai thấy, không ai biết, nhưng mà chúng ta biết. Thì nó tăng trưởng mỗi lần chúng ta nhớ lại những cái việc làm tốt của mình. Những cái việc làm mà mình thấy rất là vui trong lòng mình thì tự mình cười, tự mình vui lấy trong lòng mình, mình cứ nhớ đi nhớ lại. Thì cái này nó mạnh, cái tâm quả này nó mạnh lắm. Cho nên quý vị thấy là có những người cái giờ ta ra đi ta rất là bình yên. Nếu không muốn nói là người ta không có cái gì vướng bận hết, và người ta phải nói là ta hài lòng, thì cái đó là cái nụ cười an lạc của người ta khi ra đi. Và nếu sư cô nhớ không lầm,
Thì có một cái câu danh ngôn nói này: khi tôi sinh ra đời đó, thì tất cả mọi người đều cười, chỉ có riêng tôi là khóc. Và tôi phải sống như thế nào đó, để khi mà tôi ra đi đó, thì tất cả mọi người đều khóc, chỉ riêng có một mình tôi là mỉm cười. Thì cái người mà đã coi như là sống tốt đẹp, hạ cánh an toàn, thì ta mỉm cười trong giờ ra đi đó, thì cái sự tái sanh của người ta có thể là cái tâm quả thiện hỷ hoặc thiện hỷ quá trí đây. Đó, một cái câu danh ngôn mà ta nói ở cái pháp thế gian, nhưng mà nó rất là đúng về mặt tâm linh. Bởi vì khi mình sinh ra đời đó là mình phải giống như một cái cây mà nó ở giữa trời, không biết nắng mưa bão táp vào lúc nào, cái gì cũng có thể tấn công được. Con người có thể chặt đốn, một đứa nhỏ có thể ngắt đầu nó, vân vân. Thì nó phải đoán trước, phải biết trước rằng là những cái thử thách, những cái gian nguy đó nhất định phải có trong cuộc đời của mình. Nhưng mà nó sẽ ứng xử như thế nào để cái giờ ra đi đó, thì tất cả mọi người đều tiếc rằng cái người này đi quá sớm. Dẫu cho 100 tuổi người ta vẫn tiếc rằng người này tại sao không sống thêm nữa. Cho nên người ta rơi cái giọt nước mắt thương tiếc. Còn cái người này đã hài lòng vì mình đã cài xong cái thửa ruộng rồi, và đã chu đáo trong tất cả mọi việc rồi, thì giờ đây mình được thảnh thơi và mình mỉm cười vì tất cả những cái pháp thiện mình gieo xuống. Và mình thấy được tất cả những cái mùa gặt mới này đây sẽ là bội thu. Và cái phước báu mình trong cái đời tới đó nhất định là cái phước báo an vui. Cho nên người ta mỉm cười ta ra đi, thì cái người này tái sanh bằng cái tâm thọ hỷ mà nó thuộc về thiện hoặc thiện trí. Như vậy trong cái phần này chúng ta trở lại đó, là nó cũng có hai, như giống như trên này. Thì hồi nãy là chúng ta đang nói đến đó, là cái chót nó thuộc về cái hộ kiếp khách này đó, thì nó cũng có hai cái trường hợp. Một cái trường hợp mà nó thuộc về có cái hộ kiếp vừa qua, mà cái độ thuộc về không có hộ kiếp vừa qua. Thì khi mà có cái hộ kiếp vừa qua đó, thì cái chỗ này nó chỉ thêm vào thôi, thêm vào cái hộ kiếp vừa qua. Ở đây là nó là hộ kiếp. Hộ kiếp vừa qua này có thể 1, 2, 3 cho đến 7 cái hộ kiếp vừa qua, thì nó tất cả nó giống nhau, chỉ có cái chỗ đó là nó khác. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần Ba La Mã. Nó cũng là cái lộ ý, lộ ý thông thường, cảnh rõ, xin lỗi, cảnh không rõ, cảnh không rõ. Cái cảnh không rõ này á, là cái cảnh thoáng hiện thoáng mất. Nó chỉ khởi lên rồi đó mất, rồi nó khởi lên rồi nó mất, gọi là thoáng hiện thoáng mất. Khi cái cảnh không rõ này khởi lên á, thì cái tâm mình á là nó thấy không rõ cái cảnh đó, nó thấy không rõ cái cảnh đó, cho nên nó không thể nào nó phát sanh một cái sự ứng xử cả, tức là nó sẽ không có tâm động tâm, vì nó thấy không rõ, nó không thể tiếp nhận được, cho nên nó không có gì để ứng xử cả, cho nên nó không có cái tâm động tâm. Cái thứ tư nữa là khi như vậy á, nó chỉ có cái phần mà nó thuộc về kháng ý môn mà thôi. Đây chỉ có cái phần này, chỉ có phần kháng ý môn mà thôi. Và như vậy nó không có động tâm. Và cái cảnh của nó là cái cảnh thuộc về danh pháp và chế định, nó không có cảnh sắc. Nó không có cảnh sắc. Nãy chúng ta nói thường lộ ý nó có hai cảnh, nhưng mà riêng trong cái phần mà cảnh không rõ này đây đó, nó chỉ có phần danh pháp và chế định, nó không có phần thứ hai. Và cái mà cái cảnh không rõ này, cảnh không rõ này đây đó, nó xuất hiện trong cái trường hợp á, là nó ở trong cái giấc mơ của mình, một cái giấc mơ nó yếu ớt,
Cho nên là nó khởi lên rồi nó chìm xuống, nó khởi lên rồi nó chìm xuống, nó không tạo tác được cái gì cả. Đó là một trường hợp. Cái trường hợp thứ hai đó là khi mình nhớ lại, nhưng mà mình đó, nhớ một cách hững hờ, nhớ một cách thờ ơ. Nhớ như vậy rồi bởi vì nó có hai cái. Hoặc là lúc đó cái thân hoặc cái tâm mình nó mỏi mệt, cho nên là mình nhớ là một cách hời hợt, một cách hững hờ. Có thể là vì mình không muốn nhớ lại, người ta yêu cầu mình nhớ lại mà mình không muốn nhớ lại, cho nên á là nó chỉ thấp thoáng mà thôi, cho nên là nó hời hợt, nó hững hờ. Thí dụ hai người sống chung với nhau mà một người muốn bỏ ra đi, dứt khoát trong tư tưởng mình là phải ra đi, phải cắt đứt, thì cái người này khóc lóc kể lại những cái điều tốt đẹp đã sống với nhau, thì người này bắt buộc phải nghe, nhưng mà hững hờ, không có muốn nhớ lại, không muốn coi đây là một cái dấu ấn để mà mình hoài đầu trở lại, cho nên người ta tiếp nhận. Thì đó là cái trường hợp cái cảnh nó xuất hiện không rõ. Thì trong cái trường hợp cảnh xuất hiện không rõ này á, nó có hai lộ. Một cái lộ thứ nhất á, là nó lộ nó có ba cái kháng y môn. Lộ thứ hai là nó có hai cái kháng y môn. Thì chúng ta sẽ thấy nó đi thế này. Đây là hộ kiếp. Nó đi tới cái hộ kiếp rúng động, đi đến cái hộ kiếp dứt dần, đi đến kháng y môn, kháng y môn lặp lại, kháng y môn lặp lại, rồi đi về hộ kiếp. Thì nó có 1, 2, 3. Thì bây giờ lộ có 3 kháng y môn, 2 kháng y môn giống nhau, chỉ hai cái thì nó bớt lại cái thôi, chứ còn nó không có khác gì nhau cả. Bây giờ chúng ta nói về cái sát na tâm khách. Sát na tâm khách thì nó có là từ 2 đến 3, hai cái này mình đưa chung, từ 2 đến 3 cái kháng y môn, 2 hoặc 3, tùy cái trường hợp. Nó giống nhau hết. Chặn thì nó có chỉ một chặn là khai y môn thôi, hay là kháng y môn thôi, nó có một chặn thôi. Và cái loại, xin lỗi, cái loại, loại, đáng lẽ chữ loại mình nói trước, cái loại tâm khách thì nó cũng chỉ có kháng y môn từ 2 đến 3, 2 đến 3 kháng y môn thôi. Và người thì nó có 8, người có 8, 4 phàm và 4 thánh. Cõi thì có 30 cõi, 30 cõi trừ cõi vô tưởng. Vô tưởng không có, trừ cõi vô tưởng này. Bây giờ mình tới phần số 4. Đó là lộ ý môn thông thường, cảnh mơ hồ. Lộ ý môn, cảnh mơ hồ. Cái trường hợp này đặc biệt, nó chỉ xảy ra trong giấc ngủ thôi. Và như cái dòng tâm thức của chúng ta đang trôi chảy thế này, nó chỉ một thoáng gợn lên rồi nó đi qua, nó không có tạo lên được cái gì cả. Thì như vậy nơi cái dòng hộ kiếp này đó, nơi cái dòng của cái tâm thức của cái lộ ý môn mà cảnh mơ hồ này đó, thì cái công thức của nó sẽ đi như thế này. Đây là hộ kiếp vừa qua, đây là hộ kiếp rúng động, đây là hộ kiếp rúng động,
rồi nó sẽ tiến tới hộ kiếp và nó trôi chảy. Nó chỉ có hai cái hộ kiếp rung động thôi, nó gợn lên chút là hết. Cho nên nó không có kháng y môn, và nó cũng không có động tóc, nó không có gì cả. Rồi xong đó, nó lại trở về cái hộ kiếp chủ, tức là nó trở về cái hộ kiếp mà từ trong tục sinh nó đi ra, nó trở về cái đó. Vì vậy chúng ta sẽ thấy là trong cái lỗ ý môn thông thường thời Bình Nhật nó có tất cả là 41 lỗ. Trong đó cảnh rất rõ là 22 lỗ. Bây giờ chúng ta sẽ nói cái phần này, tức là lộ ý, ý thông thường Bình Nhật cảnh rất rõ chót là tâm mốt. Thì cái lộ này đó nó có tất cả là 6 lộ. Nó có 6 lộ và nó chia ra làm hai. Cái thứ nhất á là cái nó không có hồ khí vừa qua thì nó một lộ. Và cái thứ hai là nó có hộ kiếp vừa qua từ 1 cho đến 5 thì như vậy nó có tất cả là 5 lộ, cộng lại nó là 6. Bây giờ chúng ta coi cái cách thức của nó diễn ra. Là khi mà nó cái lộ của nó là nó không có hộ kiếp vừa qua đó thì nó bắt cái cảnh như chúng ta nói đó, danh pháp và chế định. Và khi nào nó có hộ kiếp vừa qua là nó bắt cảnh sắc với 5 sắc thần kinh và 16 cái sắc thế. Đó, chúng ta chia ra rõ ràng hai cái phần, hai cảnh nó khác nhau. Thì như vậy cái cảnh của nó sẽ diễn ra như thế này. Là nó không có hộ kiếp vừa qua thì nó sẽ đi như thế này. Đây là cái dòng hộ kiếp nó đang trôi chảy, đây hộ kiếp. Rồi đi thứ hai không có hộ kiếp vừa qua nên nó có hộ kiếp rúng động. Nó có hộ kiếp dứt dần, vì nó phân xong cái phần hộ kiếp của nó thì nó sẽ tới cái phần kháng ý môn. Và tiếp theo của nó sẽ là phần động tốc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là cái hộ kiếp thứ 7, xin lỗi, đây là cái động tốc thứ 7 của nó. Và tiếp theo của nó là 2 tâm mốt. Tiếp theo của nó là 2 tâm mốt. Đấy, rồi cuối cùng của nó vẫn trở về hộ kiếp. Như vậy chúng ta sẽ thấy vậy, trên cái sân khấu nội tâm của mình đó, là cái dòng hộ kiếp mà nó luôn luôn trong sở hữu tưởng của nó chở theo hai cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện của mình đó, là nó luôn luôn nó diễn ra trên cái sân khấu nội tâm của mình. Tức là ngày đêm cái tâm tục sinh này giờ đây nó trở thành là cái tâm hộ kiếp đó, thì nó cứ sinh diệt trong tâm của chúng ta liên tục, không có ngừng nghỉ. Nó chỉ nghỉ khi nào nó trở thành tâm tử và nó kết thúc một kiếp sống của một chúng sinh. Công việc nó là như vậy. Nhưng mà khi năm cái cảnh của lậu ngũ, mắt tai mũi lưỡi thân, cảnh sắc thanh hương khí vị xúc nó chiếu vào, thì cái hộ kiếp này á, nó rúng động, nó dứt dòng. Và sau đó là nó sẽ đi lui xuống để nó nhường cái sân khấu này cho cái cảnh của lộ ngũ xuất hiện. Và như vậy khi cái cảnh lộ ý nó chiếu vào trong cái hộ kiếp, như lúc sáng thật đó, chiếu vào trong hộ kiếp này, thì rồi sau đó nó cũng rúng động, nó cũng dứt dòng, thì cái lộ ý này phát sanh lên thì cái hộ kiếp nó đi xuống. Khi nào những cái lộ này nó làm xong cái nhiệm vụ của nó rồi, nó bước xuống sân khấu thì cái hộ kiếp lập tức có mặt nơi đây. Như vậy chúng ta thấy quá khứ chạy liên tục trong đời sống chúng ta. Và ngay cả những cái cảnh mới thuộc về lộ ngũ hay lộ ý luôn luôn nối vào trong cái hộ kiếp.
Có nghĩa là chúng ta giải quyết mọi vấn đề, sự ứng xử chúng ta nằm trong cái tánh tình, cái tập khí của mình. Như vậy để cho tốt đẹp hơn cái đời của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ tự nói với mình, mình sẽ đem cái tập khí nào ra để mình ứng xử đây. Mình đem cái tập khí mà thiệt hại cho mình để mình đem ra ứng xử, để cho nó gieo rắc thêm những cái phức tạp và đau khổ của mình. Hay là mình đem những cái tập khí mà nó đem lại sự an vui của mình ra để ứng xử, thì cái đó mình nên chọn lựa. Và mình nói nghe nó dễ lắm, nhưng mà thực sự nó không có dễ như mình nghĩ đâu. Là bởi vì đầu tiên nó đi bằng nghiệp cảm. Đi bằng nghiệp cảm. Cái lực hút của nghiệp cảm cực kỳ mạnh, và chúng ta đây không có đủ cái năng lực để mà quan sát nó, để mà cắt đứt nó. Thành ra nó phải diễn ra. Khi nó diễn ra rồi đó, thì mình thấy nó, thì mình mới cắt được nó. Mình yếu nó vẫn diễn ra rồi mình cắt nó, thì nó lại tiếp tục như thế. Đây là một cái cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ giữa cái pháp thiện và cái pháp bất thiện trong tâm của chúng ta. Vì chúng ta chưa là thánh. Còn khi những vị đắc đạo quả đó, thì người ta chỉ cần nhìn thấy nó là nó không có xuất hiện nữa. Mà hơn nữa, những vị mà thành Phật rồi đó thì tất cả đều là chánh niệm hết. Chánh niệm hết rồi. Trong tâm chỉ có thiện và thiện trí mà thôi. Thiện và thiện trí này nó không phải là cái phẩm chất của người phàm phu, mà nó phẩm chất của bậc thánh. Tức là nó nằm trong bát chánh đạo mà thôi. Nó đầy đủ hết. Cho nên tất cả những cái pháp bất thiện này đó là không có thể nào có cái dịp để bước lên sân khấu cả. Bởi vì trên sân khấu này chỉ có bát chánh đạo. Những cái pháp khác không thể nào xen vào được. Còn của chúng ta, hai cái dòng chảy này luôn luôn là một cái sự tranh đấu trong nội tâm. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng khi mà đụng cảnh, nó đi bằng nghiệp lực, nó đi bằng cảm thọ của cái nghiệp lực đó. Thành ra chúng ta có phản ứng ngay. Nhưng mà cái phản ứng khi nó diễn ra rồi đó, thì chúng ta thấy tâm chúng ta có khả năng thấy biết những cái điều này. Và khi thấy biết là chúng ta đã cắt. Rồi nó lại tiếp tục, nó nhảy lên sân khấu. Giống như bây giờ mình thấy biết một cái á, là mình chặn nó trở lại. Nhưng mà khi mà mình không chặn, nó vẫn nhảy ra. Rồi nó nhảy ra rồi mình chặn nó lại. Rồi nó vẫn nhảy ra, nó chặn lại rồi vẫn nhảy ra. Đó là cái cuộc chiến đấu liên tục. Cái phần thắng của chúng ta rất ít, nhưng phần thắng của chúng ta không thể nào chối bỏ được. Phần thắng chúng ta rất ít là tánh mình nóng, nó vẫn còn nóng đầy. Chứ nó chưa phải một sớm một chiều nó đã hết đâu. Tánh mình tham muốn nhiều, tham muốn nó vẫn còn đây, chưa phải là nó hết đâu. Nhưng nó vẫn có cái tác dụng nhất định của nó ở chỗ nào? Ở cái chỗ là khi nó cắt như vậy, thì dần dần chúng ta sẽ nhận ra đó là nó có yếu hơn một chút. Nó có giảm hơn một chút. Và khi cái sự việc nó diễn ra, nó biết suy nghĩ lại một chút, thì cái đó đó là cái mà do chúng ta đã nhìn, chúng ta thấy, chúng ta đã biết. Và chúng ta hãy tiếp tục nói chuyện với nó. Đừng tưởng rằng đây là một cái câu nói mà khi sư cô nói ra đó mình không có làm việc được. Chắc chắn mình sẽ làm việc được. Mình sẽ nói với nó. Mình sẽ có thể có một cái cuộc đối thoại nội tâm. Mình hỏi muốn cái đó làm sao. Mình vừa hỏi nó, nhưng vừa mình nhận thấy trong cái tập khí mình, cái khuynh hướng mình nó đã diễn ra trong nhiều cái việc, không phải một việc. Mình nối kết lại. Để mình vừa nói chuyện với nó, mình vừa hiểu rõ nó. Hai cái đó là cái pháp của thiện trí đã soi vào trong cái tâm tối của đời sống nội tâm của mình. Và khi mình soi được như vậy rồi đó, thì mình sẽ thấy có một sự mát mẻ, là đã giải được. Giải được cái bức xúc, cái khao khát nó cháy bỏng trong những pháp uế nhị. Không có lửa nào như lửa sân,
không có dòng sông nào như tham ái, không có lưới nào như lưới si. Tất cả nó cuộn tròn lại. Và đừng tưởng rằng sự êm ái là phát hiện. Thưa không phải. Sự êm ái là dấu hiệu xuất hiện của tham ái, không phải của pháp thiện. Pháp thiện đặc trưng của nó là nó trong sạch, nó trong sáng và nó nhẹ nhàng. Nó có sự nhu nhuyễn, nhưng nó không có cái mềm mại mà nó mang tính chất mượt mà nó làm cho đó là thỏa mãn cái sự yêu mến, cái cảm thỏa an lạc của mình. Nó không đáp ứng, nó hoàn toàn nó không đáp ứng. Thành ra hai cái này nó khác nhau. Và khi mình tiếp nhận một cái cảm thỏa an lạc như vậy đó, mình hiểu lầm rằng đây là sự hạnh phúc. Không, tâm tham ghe vua, tâm tham chiều chuộng, tâm tham là nó làm cho mọi cái thứ khao khát trong cái lòng mình đó nó được nâng lên, nó được đẩy lên. Và nó đó làm cho cái sự bức xúc ở trong cái tâm của mình đó nó được dịu xuống, cũng như cái cơn đói của mình đó đã được cho ăn những thức ăn ngon, cho nên nó thỏa mãn. Nhưng xin nói rõ rằng nó là pháp bất thiện. Chúng ta không có nhầm lẫn được cái điều này. Bây giờ chúng ta thêm tới cái phần mà nó có cái năm cái hộ khí vừa qua đây. Thì cái cách của nó đi thế này. Đây là cái hộ kiếp. Thì bây giờ đó nó sẽ có cái hộ kiếp vừa qua đây. Nó từ cái 1 đây, nó có tới 2, 3, 4, 5. Thì mỗi cái một cái lộ. Thì đây là cái hộ kiếp ở phía trước. Nó sẽ đi y như vậy, nó tiếp tục như thế. Bây giờ chúng ta nói đến cái phần mà cái hộ đầu tiên đó, thì chúng ta nói đến sát na tâm khách. Sát na tâm khách. Sát na tâm khách thì nó có tất cả là 10. Mười này chúng ta nhìn đây. Một cái kháng ý môn. Một kháng ý môn là 1. 7 cái tâm động tốc là 8. 2 cái tâm mót nữa là 10. Như vậy cái này chia ra 1 kháng ý môn, 7 tâm động tốc và 2 tâm mót, cộng lại nó là 10. Về cái loại và số lượng của tâm khách, loại và số lượng của tâm khách thì nó có tất cả là 41. 41 này đó là nó bằng cái con số như thế này. Là cái tâm dục giới này chúng ta có tất cả là 54. 54 này bây giờ mình trừ ra, trừ ra cái ngũ song thức. Ngũ song thức tức là có 10 cái thức. Ngũ song thức là 10 đấy. Cộng với lại 2 tiếp thu. 2 tiếp thu là 1 kháng ngũ môn. 2 tâm tiếp thu và 1 cái kháng ngũ môn. Tức là 54 này chúng ta trừ cho 13 thì còn lại 41. Trừ cho 10 tức là ngũ song thức đây. Trừ cho ngũ song thức. Ngũ song thức trừ cho 2 tiếp thu. 2 tiếp thu đây. Và trừ một cái kháng ngũ môn đây. Thì nó trừ ra tất cả là 13, còn lại 41. Và về chặn á, chặn thì chúng ta nhìn thấy rõ nó có 3 chặn. Chặn thứ nhất là chặn kháng ý môn. Chặn thứ hai chặn động tốc. Và chặn thứ ba là chặn tâm mót. Như vậy chặn thứ nhất là kháng ý môn, chặn thứ hai là động tốc, và chặn thứ ba là chặn của tâm mót. 3 chặn.
Bây giờ nói về người thì có 8 hạng người, trong đó có 4 phàm và 4 thánh. 4 phàm và 4 thánh. Và nói về cõi thì nó diễn ra trong 11 cõi ở dục giới. 11 cõi dục giới có đầy đủ hết. Cảnh rất rõ, nó có 22 lộ tất cả. Nó chia ra làm á, là cái lộ mà chót nó là tổng tốc đó thì nó 8 lộ. Cái lộ mà chót của nó là tâm mót á thì nó 6 lộ. Cái lộ mà chót của nó là hộ kiếp khách thì nó có 8 lộ. Tổng cộng nó là 21 lộ. Bây giờ cái thứ hai là cảnh rõ. Cảnh rõ đây nó có tất cả là 16 lộ. 16 lộ. Nó chia ra làm hai. Thứ nhất á là cái 8 lộ đó, chót của nó là tổng tốc thì nó có 8 lộ. Và chót của nó là hộ kiếp khách là 8 lộ, ra 16 lộ. Và cái thứ ba là cảnh không rõ. Cảnh không rõ nó có 2 lộ. Và cảnh mơ hồ nó có 1 lộ. Thì chúng ta tổng cộng lại là nó có tất cả 41 lộ. Tới đây thì cho sư cô nói gì? Từ cái hồi mà sư cô bắt đầu giảng diệu pháp cho tới bây giờ là năm nay năm thứ 13, thì sư cô chưa bao giờ lên mạng để trả lời bất cứ câu hỏi của ai, và cũng chưa bao giờ in bất cứ một cái đĩa nào để buôn bán. Thành ra đây là cái lời thông báo chính thức của sư cô. Nên tất cả những cái gì mà người ta ghi lên mạng mà đề rằng sư cô trả lời đó, thì xin tất cả hiểu rằng sư cô không có trả lời cái gì, và cũng không có viết cái gì, và cũng không tin, không có thông tin gì cho bất cứ ai trên mạng. Người nào cần thì hỏi sư cô qua điện thoại, cái nào có thể trả lời ngắn gọn qua điện thoại thì trả lời. Còn nếu trả lời dài thì đến gặp thôi, chứ không có cái gì trên mạng. Ở gần đây trên mạng đó có đề tên sư cô và trả lời nhiều thứ lắm, thì sư cô xin thông báo là sư cô hoàn toàn không có tham gia cái mạng này. Không có tham gia, không có cái thời giờ để làm cái việc này, để mà lên mạng trả lời rồi hãy xem xét lại cái đó, thì chưa bao giờ sư cô làm việc này, và cũng có lẽ là không có làm cái việc này, để cho mọi người yên tâm. Rồi bây giờ đây là đến cái phần này, nó có thế này là vì lần trước á là sư cô cứ nghĩ rằng là cái phần số 1 này, trong cái phần mà cảnh rất rõ, là chót động lực với lại chót là tâm mót, chót là cái hồ kiếp khách đã giảng xong rồi, bây giờ mới biết là mới giảng cái phần này, bây giờ sư cô sẽ giảng bổ sung cái phần này. Thì trong cái trang của vị ghi đó, thì vị ghi là lộ ý thông thường, cảnh rất rõ, chót tâm mót và chót hồ kiếp khách. Chúng ta trả lời cái này một chút. Bây giờ chúng ta còn một phần nữa là lộ ý cảnh rất rõ, chót là tâm khách. Ở đây, phần đây. Lộ ý cảnh rất rõ, chót là hộ kiếp khách. Phần A đây có tất cả là 8 lộ. Chót là hộ kiếp khách. Và nó có tất cả là 8 lộ. Nó có một lộ á là không có cái hộ kiếp vừa qua. Và một cái loại đó là có từ 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua. Nó có tất cả là 7 lộ đây, cộng lại nó có tất cả là 8 lộ. Cách thức của nó như thế.
Bây giờ chúng ta nói tới cái lộ này đây. Chúng ta nói đây có hộ kiếp. Hộ kiếp. Bây giờ cái đầu tiên nó không có hộ kiếp vừa qua, cho nên nó chỉ có cái hộ kiếp rúng động. Nó chỉ có hộ kiếp dứt dòng. Sau đó nó đi vào cái chặng kháng ý môn. Chặng kháng ý môn xong rồi thì nó đi vào cái động tốc. Động tốc của tất cả là 7. Và đây, cái phần tiếp theo của nó đó, là nó là cái phần hộ kiếp khách. Và sau đó là nó đi tới hộ kiếp, rơi vào cái dòng hộ kiếp tiếp theo. Và cái hộ kiếp khách này là một cái tâm mà nó xuất hiện để nó làm cái đệm. Cái đệm. Chứ nó không có đóng góp một cái vai trò gì mà xúc tác ở trong đó hết. Nó chỉ là cái đệm, cho nên nó không tính vào. Bởi vì đây cái động lực này là của một cái người mà sinh ra đó, là cái dòng hộ kiếp chủ của họ là thọ hỷ. Mà bây giờ cái hộ kiếp mà cái, xin lỗi, cái động tốc mà nó đang diễn ra đây đó, nó thuộc về sân. Hộ kiếp này nó thuộc về sân. Nhưng mà xin lỗi, cái động tốc này đó nó thuộc về sân. Nhưng mà người này sinh ra với cái tâm tục sinh đó là hỷ, cho nên ở đây nó bắt buộc nó phải có cái hộ kiếp khách để nó mới chuyển qua một cái dòng tâm thức mới được. Thành ra cái công việc của nó đi là như thế. Thì như vậy nói về cái sát na tâm khách, sát na tâm khách thì nó sẽ có 8. Cái thứ nhất là kháng ý môn. Và cái thứ hai là 7 cái tâm động tốc. Một kháng ý môn và 7 cái tâm động tốc. Các na tập. Bây giờ chúng ta nói loại và số lượng của tâm khách. Loại và số lượng của tâm khách thì nó có tất cả là 3. 3. Trong đó nó có 1 là kháng ý môn. Và động tốc này nó là một trong hai của tâm sân, cho nên tổng cộng lại nó là hai cái tâm sân. Do đó nó có 3. Loại và số lượng thì nó có 3, một kháng ý môn và hai tâm sân. Cái thứ hai nói, cái thứ ba nói về chặng. Thì chúng ta hiểu ra đây nó chỉ có hai chặng mà thôi. Là chúng ta tính cái chặng của kháng ý môn và chặng của động tốc. Chặng của kháng ý môn và cái chặng của động tốc, hai chặng. Nói về người thì chúng ta có 4 cái hạng người phàm phu. Xin lỗi, 4 cái hạng người chứ không phải 4 hạng người phàm phu. 4 hạng người, trong đó chúng ta có 2 cái hạng mà phàm phu đó là người nhị nhân, người tam nhân. Người nhị nhân là người được sinh ra bằng cái tâm thiện. Mà tâm thiện này đặc biệt trong trường hợp này là thiện thọ hỷ. Là người nhị nhân. Và cái người tam nhân này đó là được sinh ra bằng cái tâm thiện trí thọ hỷ. Thì nó có 2. Và cái 2 người này đó là một người thuộc về sơ quả, người nhị quả, sơ quả và nhị quả. Thì cái người mà đắc được cái sơ quả và nhị quả này đó là nó thuộc về người tam nhân. Người tam nhân, mà tam nhân này nó thuộc về thiện trí. Cái này là hỷ mà nó nằm trong thiện trí. Còn này đó hỷ, cái này hỷ nè, hỷ mà là hỷ thiện thôi, cho nên nó hai nhân. Và bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai là lộ ý thông thường, bình nhật, cảnh rất rõ, chót của nó là hộ kiếp khách,
Nhưng mà nó có từ 1 đến 7 cái hữu phần vừa qua. Thì cái cách thức của nó cũng y như vậy. Tức là bây giờ ở đây chúng ta sẽ di dời nó. Đây nó sẽ có cái hữu phần vừa qua. Đây, tức là hộ kiếp vừa qua. Ở đây là cái hộ kiếp. Dòng hộ kiếp nó trôi chảy. Đây là hộ kiếp vừa qua. Nó có từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì cái này nó chỉ tăng lên thôi, chứ còn cái lộ trình của nó là giống nhau. Nó không có khác gì cả. Bây giờ về tâm hộ kiếp khách thì nó vẫn có 8 giống nhau. Về các loại tâm khách này nó có 3 giống nhau. Về chặn nó có 2 giống nhau. Về người nó cũng giống nhau. Và về cõi, nãy chúng ta thiếu phần cõi. Cõi này nó diễn ra trong 7 cõi, là một cõi người và 6 cõi chư thiên. Sáu cõi chư thiền. Như vậy chúng ta tổng kết lại như thế này, là trong cái phần lộ ý cảnh rất rõ, chót của nó là bẩm tóc, chót của nó là tâm mót, chót của nó là hộ kiếp khách. Thì nó có những điểm giống nhau như thế này. Điểm giống nhau như thứ nhất á, là cả ba cái loại mà chót bẩm tóc, chót tâm mót, chót hộ kiếp khách á, thì nó đều có hai phần, là một phần có hộ kiếp và một phần có hộ kiếp vừa qua, và một phần đó là không có hộ kiếp vừa qua. Cái không có hộ kiếp vừa qua thì nó thường thường nó là một lộ. Không có hộ kiếp vừa qua thì nó chỉ có một lộ mà thôi. Còn lại là 7 lộ là nó có cái hộ kiếp vừa qua. Đó, cái đặc điểm của nó là như vậy. Và cái phần mà cái hộ kiếp vừa qua mà chót nó là tâm mốt á, thì cái lộ của nó cũng vẫn có một lộ không có hộ kiếp vừa qua, và 5 lộ còn lại là nó có hộ kiếp vừa qua. Và khi chúng ta biết rằng á, nếu mà nó có hộ kiếp vừa qua, có nghĩa cảnh nó là cảnh sắc. Một là nó bắt 5 cảnh thần kinh, sắc thần kinh. Hai là nó bắt 116 cái sắc tế này thì nó mới có hộ kiếp vừa qua. Còn nếu nó bắt cái cảnh là danh pháp hay chế định thì không có hộ kiếp vừa qua. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần mà cái lỗ ý môn thời Bình Nhật. Nhưng mà lỗ ý môn thời Bình Nhật nó là một cái lỗ thông thường, nó là đi theo 4 cảnh. Cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ và cảnh mơ hồ, nó là 4 loại. Thì vậy lần sau thì chúng ta còn một cái phần của cái lỗ ý môn mà thông thường thời Bình Nhật, nhưng nó lại nói về cái chết. Thì lần sau chúng ta học cái phần đó, và chúng ta chỉ học nó trong phần dục giới mà thôi. Tức là những chúng sinh trong cái cõi dục giới này, cái tâm nó diễn ra trong lúc chết thì nó sẽ diễn ra sao. Còn chúng ta không học những trường hợp đặc biệt, những trường hợp đặc biệt về của những cái bậc mà ta đắc thiền hoặc là người ta đắc đạo quả, thì cái khi nào mình học tới cái phần đó thì mình sẽ nói. Còn giờ mình chỉ học trong cái phần dục giới thôi. Mình xin mời tất cả chúng ta nghỉ.